xin chào cả nhà nha. Các bạn ơi, hôm nay là sắp đến ngày sinh nhật của Ly 23 tháng 11 và mình đã về quê ngoại. Thì Trang thì đã gọi là chiêu đãi gia đình một bữa bánh phở cuốn nha. Đây các bạn ơi, mình sẽ đi vào cho các bạn xem chi tiết này. Nói chung là bữa hôm nay thì không có nhiều khay to đĩa to nên là bày gọn nó vào trong những đĩa nhỏ như thế này. Đầu tiên giới thiệu các bạn đĩa rau nhé. Rau. Đấy, rau trước đây là mấy cái bánh phở đã cuốn sẵn này. Gà luộc nhá, gà đồi nhảy lên gọi là gà xịt luôn đấy. Gà leo cây. Xôi này, xôi dừa này, đây là chả lợn này, dưa chuột này, thịt luộc thì hôm nay trong tủ của bà có sẵn thịt vai nhưng nó hơi mỡ. Đấy là chả lợn ạ. Trứng này, trứng chiên Ly chiên rất là khéo luôn. Một cái đĩa, nói chung là một cái vài cái chảo nhỏ nó luôn như thế này luôn, là xong mình vừa thái ra này. Còn đây là bò xào này, bò xào và đây là bánh phở các bạn nha. Đây nước chấm thì Trang pha này. Nói chung là hôm nay mình chỉ có việc ăn thôi. Có bún này, mình sẽ quay từ phía trong này ra cả nhà xem. Thì ông Vinh cứ mình sang đây này, mờ mờ như thế này đây. Ở đây nó nét rồi. Đó, uống Coca nhá. Đây các bạn ơi, hôm nay là Ly đây, sinh nhật Ly này. Đấy, Ly còn chưa quấn được gì sao mà phụng phịu đấy con. Hay là quấn cái to quá. Sao lỏng tay thế, quấn chặt vào. Ôi giời ơi, cái bánh phở không nó mới to làm sao. Ngoại cho bạn nha. Các bạn ơi, bò xào nha, mình ưng nhất là cái món bò xào này. Ăn phở cuốn cái bò xào nó mới thơm. Dưới luôn một tí nước phở đây, nước xào đây vào trong bánh thì nó sẽ ngon hơn đấy. Chả biết có đậm đà không. Kinh to kinh khủng luôn nhỉ. Ăn thử đi thím ơi. Ăn thật luôn phải ăn thử. Thím bê bát nước chấm lên, bê bát nước chấm lên cầm chấm ngập nó sẽ ngon hơn. Ôi giời ngon thế nhỉ. Dì Tuyết đâu, bê bát lên hứng lại chảy rơi mất giờ. Bê bát lên. Xinh gái này mà lại còn xô. Hãy xem cái phở quấn của Ly nè, của Linh. Linh quấn này, quấn Linh cho bò chưa? Cho rau nhiều nó sẽ đầy luôn. Bà quấn được chưa bà? Ăn đi con, ăn đi. Cho ít rau thôi thì nó đỡ bị to. Nước mắm Trang cho vừa chưa, nếm vừa chưa? Giấm tỏi chanh là Phượng ngâm sẵn nhá. Trang chỉ việc cho nước mắm của Trang mà thôi. Và ăn thế nào kệ tôi, liên quan gì các cô các cậu. Trời ơi, tôi bỏ bớt rất nhiều. Bỏ bớt rồi. Ôi giời ơi. Bỏ bớt cái rau ra, bỏ một miếng dưa chuột ra cho mỗi cái một miếng dưa chuột một cái chả thôi. Đấy. Cho rau bớt ra. Cho nhiều. Cho một cái chả cũng cho hai chả. Ăn vụng nhá, kệ nhá. Rồi ăn cứ ăn nhá, kệ nhá. Ông quấn to hơn. Xem cái của chú Đức à. Ôi cái chú Đức còn nhiều rau nữa cơ. Quay đi ném. Nếu mà đồ của Ly không lấy được, bộ ông ấy ông gắp cho Ly ra cái gần cho đấy đi. Ly có lấy được bới được đồ không? Thôi được, để thôi. Kinh. Quay chuẩn bên này cơ mà. Đấy, xem nào. Cho tí nước bò vào. Bò đi. Xong, quấn đã xong, bây giờ thì thưởng thức thôi. Bát nước chấm của chú ngập vào. Chấm thế ít quá, rồi thêm nước chấm nào. Múc đầy và chấm ngập. Chắc là nước không mặn nên là chấm thoải mái đi. Thế đại vai. Đây còn một bát nữa mà chú. Chén ơi, ông tiếp ăn đi. Một bát đầy vẫn còn bị thiếu à? Ui giời, ông tiếp ăn nhìn ngon quá. Trang nếu mà cho thêm tiêu vào thì ngon hơn Trang. Em xuống đây thêm tiêu vào nước chấm đi. Quên chưa giới thiệu các bạn nha. Đây là món ngô ngọt luộc này. Đấy. Đây là tương ớt và bột canh để chấm thịt gà này. Mình khoái nhất cái món bò này. Mình sẽ tạm dừng video ở đây để thưởng thức món phở cuốn ngon chứ nhỉ. Và đây nhà mình đã ăn xong nha. Và bây giờ đến chương trình 2 là chương trình thổi nến các bánh gato. Cả nhà đã chuẩn bị rất là nhiều đồ trên bàn rồi. Chúc mừng sinh nhật. Cái mặt tươi đây nào, dạo này cái mặt hơi bị sưng. Ôi, cả nhà người đấy. Cậu Đức này, bà ngoại thì thích ngồi rìa. Bà xô hổ. Ông tiếp này, đấy. Tất cả những mọi người ăn lúc đấy thì có bà Dung đi về nhà thì có khách thì không quay lại. Còn đây là, thực ra là hoa quả đơn giản thôi, có roi này. Có cái gì kia? Hồng giòn này, dưa hấu, nho này, quýt này. Và đặc biệt một cái bánh gato để tận ở kia để mình ra cho bạn xem.
Hôm nay không có hoa tươi nha. Chúc mừng sinh nhật Khánh Ly 23/8/11 tròn 10 tuổi bước sang tuổi thứ 11 nha. Tắc quà để chuẩn bị chấm lên. Đây mình có lãng hoa cực đẹp ở phía sau nha. Đó, đẹp luôn, sặc sỡ luôn. Ok, bác Đức, chú Đức châm châm cái nến này trước. Châm cái nến này trước rồi bật nhạc và châm nến kia. À, bật nhạc của Phan Đình Tùng thì mình sẽ mút hết video. Bánh này cho thìa mới cả giấy xấu quá.